Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại Bàng trong doanh trại và ác mộng lính cũ làm luật lính mới. Quân đội là nơi xảy ra rất nhiều các nạn tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Tình trạng lạm phát tướng tá trong quân đội và ngành công an ngay giữa thời bình cho thấy đây chỉ là tình trạng ruồi bu đĩa mật. Thời bình không thể có lượng tướng tá đông đến như thế. Với ngân sách trên 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, Bộ Quốc phòng là nơi các tướng tá đánh quả đập. Tương tự như vậy, với ngân sách hàng năm lên đến 4 tỷ đô la, Bộ Công an cũng bị lạm phát tướng tá chưa từng có. Nguồn ngân sách khổng lồ là miếng mật mà ruồi nhặng bu vào để kiếm ăn. VOV nói về quân đội Nga nhưng chẳng khác nào nói về quân đội Việt Nam. Nhà nước nào có nhiều tham nhũng, nhà nước đó không thể mạnh. Quân đội tham nhũng thì quân đội đấy cũng không thể mạnh. Đấy là vấn đề đã xảy ra từ ngàn xưa, chứ không phải chỉ có ngày nay mới có. Tuy tướng tá đông nhưng sức mạnh quân sự của quân đội Việt Nam là câu hỏi to tướng. Trước đây, Đảng Cộng sản nấp sau lưng thường dân để mà chống giặc. Chiến thuật này gọi là chiến thuật đánh du kích. Do đó mới có đến hàng triệu người đã phải chết. Tuy nhiên, thời đó đã qua cách đây 48 năm rồi. Giờ đây sức mạnh quân đội không còn là đông tướng nhiều quân, mà là mạnh ở ý chí chiến đấu của người lính, mức độ chuyên nghiệp của cả người chỉ huy lẫn người lính, trong đó có phần không nhỏ đến từ công nghệ quốc phòng. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là hai thanh kiếm của chế độ. Giữa hai bộ này có sự tương đồng, đấy là sự tàn ác và sự vô kỷ luật ngày càng nghiêm trọng. Với ngành công an, trong 3 năm họ đã làm chết tới 226 người dân trong lúc tạm giam, tạm giữ. Đấy là cái ác tột cùng, nhưng điều đáng nói hơn là gần đây không có vụ truy tố nào nhắm vào những người đã ra tay khiến cho nghi can phải chết oan chết ức trong đồn. Điều đó cho thấy kỷ cương trong ngành công an đã bị thả nổi vô tội vạ. Mà kỷ cương đã bị thả nổi thì không thể làm cho ngành công an mạnh lên được. Bằng chứng là vụ thảm sát Cao Nguyên, công an sợ cả những bộ quần áo dằn di vô tri vô giác. Thông tin quân nhân Nguyễn Văn Hòa tử vong trên báo chí nhà nước. Tình trạng trong quân đội cũng tương tự như thế. Những năm gần đây, quân nhân mới nhập ngũ bị đánh chết thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, không phải vụ nào cũng được cộng đồng mạng biết đến. Số trường hợp được cộng đồng mạng biết đến chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Vậy dù vậy, những trường hợp được đưa lên mạng xã hội vẫn không được xét xử công bằng, mà hầu hết là chìm xuồng. Gia đình của quân nhân xấu số phải chấp nhận ngậm miệng để mua lấy sự an toàn. Những năm gần đây, trên mạng xã hội tràn lan cảnh lính mới làm luật cùng lính cũ với nhau. Cách chào phòng của lính mới là bị dằn mặt và bị ăn đòn, y hệt như phạm nhân mới vào trại giam bị phạm nhân cũ cho ăn đòn vậy. Trong trại giam của công an, những đại bàng thường được cai ngục giao cho nhiệm vụ dạy dỗ, buộc phạm nhân mới phải biết ngoan ngoãn, và đó là nguyên nhân của nhiều cái chết rất oan ức. Trong doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự. Có thể cấp chỉ huy giao cho đầu gấu trong doanh trại dạy dỗ lính mới, và đó là nguyên nhân gây ra những cái chết của những quân nhân mới nhập ngũ. Nạn đại bàng trong doanh trại quân đội đã có từ rất lâu. Sự tồn tại tình trạng này chứng tỏ quân đội thiếu kỷ cương. Mà một quân đội thiếu kỷ cương thì chỉ có thể chống dân là giỏi, chứ chúng giặc làm sao nổi. Tướng tá thì đông, nhưng phần nhiều trong đó là vô dụng, bởi mục đích của họ là kiếm trác từ núi tiền ngân sách, chứ họ không quan tâm đến việc chỉ có kỷ luật mới làm nên sức mạnh quân đội. Quân nhân Nguyễn Văn Hảo. Mới đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về cái chết của một quân nhân tên là Nguyễn Văn Hảo. Anh Hào sinh năm 2004, quê ở thôn Kinh Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Anh này đi nghĩa vụ quân sự tình nguyện và nhập ngũ vào tháng 2 năm 2023, được biên chế tại tiểu đoàn 97, binh chủng pháo binh, đóng quân ở xóm 5, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội. Trên thi thể của quân nhân Hào có rất nhiều vết bầm tím bên cổ phải và hai xương sườn bị gãy. Trước đây, quân nhân Trần Đức Đô sinh năm 2002 tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Thái Nguyên. Gia đình và mạng xã hội đã kêu gào
nhưng vụ án vẫn bị chìm xuồng. Nhà cầm quyền ém gọn những vụ án này cũng có nghĩa là họ che đậy sự thối nát ở bên trong quân đội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đại Bàng trong doanh trại và ác mộng lính cũ làm luật lính mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thành Nghị là đầu bếp hay thợ vẽ đây. Bánh vẽ là từ dùng để chỉ cho lừa đảo những vụ án và những dự án vẽ trên giấy rồi hứa hẹn để người dân gom tiền hay để tạo uy tín giả tạo trong ngắn hạn. Người tạo ra bánh thật tất nhiên là đầu bếp hay thợ làm bánh, còn người tạo ra bánh vẽ chỉ là thợ vẽ mà thôi. 100 triệu người dân Việt Nam đã ăn bánh vẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam quá nhiều. Bánh vẽ lớn nhất đấy là cái gọi là xã hội chủ nghĩa, là hình thái xã hội cao hơn tư bản chủ nghĩa. Còn chủ nghĩa cộng sản là xã hội không có nhà nước, không có người bóc lột người, và khi đó con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đây là những luận điểm theo lý thuyết của chủ nghĩa Karl Marx. Người giàu xí phần người nghèo ở mảng nhà ở xã hội. Thực ra những bánh vẽ đó dân tộc này không muốn ăn, nhưng Đảng Cộng sản vẫn ép cả dân tộc, hàng trăm triệu người dân này phải nhét vào mồm. Cho đến nay, Việt Nam như anh chàng suy dinh dưỡng, bụng chẳng có tí bánh bèo, mà toàn là giấy vẽ những miếng bánh đẹp đẽ ấy. Mà đâu phải dân Việt Nam chỉ ăn bánh vẽ chủ nghĩa xã hội. Dân Việt Nam còn bị ăn bánh vẽ đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp tiên tiến. Giờ đây đã là năm 2023 rồi, người dân Việt Nam cũng chỉ biết quanh năm chiến đấu để có miếng ăn ngày ba bữa. Nói chung, cái nghèo, cái đói luôn bủa vây người dân cùng khổ. Ngoài ra, người dân ở các thành phố của Việt Nam còn bị cho ăn đủ các loại bánh vẽ khác. Thành phố này, thành phố kia thì vẽ ra bánh Singapore, Tokyo hay New York, vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cũng bị lãnh đạo thành phố này vẽ ra cái bánh trung tâm tài chính toàn cầu, vân vân. Nơi nào cũng ăn bánh vẽ, không chỉ một mà rất nhiều bánh vẽ. Ông Nguyễn Thành Nghị đưa ra chính sách xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Dự án được chính ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chỉ đạo liên bộ hỗ trợ Bộ Xây dựng triển khai dự án. Bộ Xây dựng thì triển khai phần xây dựng, Bộ Tài chính đảm bảo cấp vốn, Ngân hàng Nhà nước đảm bảo cấp tín dụng cho khách hàng mua nhà. Bộ Tài nguyên và Môi trường thì đảm bảo quỹ đất, vân vân. Nói chung, nhìn ra chính phủ ra quân rất rầm rộ và khí thế, có vẻ như chiếc bánh 1 triệu căn nhà ở xã hội là bánh thật chứ không phải là bánh vẽ. Chỉ có bánh vẽ mới là phần mà người dân nghèo tiếp cận. Triển khai thật, làm thật không có nghĩa là có kết quả thật. Bởi nếu muốn bắt cá mập mà lại nhảy xuống ao thì làm sao bắt được cá mập đây? Cho nên, thế hành động không có nghĩa là kết quả. Thực tế hiện nay các hướng triển khai có vẻ như không suôn sẻ. Thứ nhất là không tiên liệu được khó khăn, thứ nhì là không có khả năng xử lý khó khăn, thì thế nào dự án này cũng đầu voi đuôi chuột. Dù cho có làm rầm rộ thế nào đi chăng nữa mà không đem lại kết quả thì chẳng khác nào bánh vẽ cả. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị là anh đầu bếp hay anh thợ vẽ? Chỉ vẽ ra dự án rồi người có thu nhập thấp chỉ biết đứng nhìn mà không thể nào với tới cho được. Mới đây, tờ báo Vietnamnet có bài viết ai chịu trách nhiệm việc bán môi giới dự án nhà ở xã hội bánh vẽ này. Thực ra, một khi đã là bánh vẽ thì mới có thể có người nghèo dễ dàng tiếp cận, mà khi người nghèo tiếp cận được nhưng ăn không được thì chẳng khác nào hại dân cả. Dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội chỉ mới bắt đầu triển khai mà nó đã gặp đủ thứ rắc rối, phiền toái khắp từ Bắc đến Nam. Ông Nguyễn Thành Nghị có khả năng chỉ là thợ vẽ. Thực tế thì ít mồi mà miệng thì đông, trong khi đó miệng cá gộc không để nào chịu thua miệng cá lòng tòng. Được biết nhà xã hội không chê giá trong khoảng 1 tỷ đồng, thì đấy là mồi ngon cho các sân sau gom hàng, rồi bán lại với giá thị trường để mà làm giàu. Câu chuyện
nhà xã hội bị rơi vào miệng cá hồng đã và đang bắt đầu nổi lên. Dự án thật, xây nhà thật nhưng gói tín dụng không tới được người có thu nhập thấp thì dự án không khác gì là bánh vẽ với người dân nghèo cả. Hiện nay, ông Nguyễn Thanh Nghị không có vẻ là đầu bếp, nhưng rất có khả năng sau này ông ta sẽ lộ ra là anh thợ vẽ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Nguyễn Thanh Nghị là đầu bếp hay thợ vẽ đầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.